Vâng, xin kính chào các bạn vị. Đây là chiếc Mi 8 Youth hoặc là Mi 8 Lite, các bạn đặt kiểu gì cũng được. Và mình sẽ gọi là Mi 8 phiên bản nhỏ. Hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho các bạn cái sản phẩm sách tay về Việt Nam thì Mobile City đã đưa về. Các bạn thể check giá tại website và thông tin cho các bạn luôn là sắp tới chính hãng cũng sẽ bán ra chiếc máy này. Chúng ta sẽ xem trước. Cái hộp của nó làm rất đẹp với màu gradient trên vàng rồi đổ sang tím và xanh. Và đây là một trong những cái chiếc máy của Xiaomi làm màu sắc rất là ấn tượng. Thì các bạn sẽ thấy trong hộp chúng ta đây là cái phiên bản mình đang có với mặt lưng màu đẹp biết liệu. Hình như con Mi 8 phiên bản vân tay trong màn hình lần trước cũng có, nhưng mà hình tú phò thì nó đen quá, nó bóc phải cái máy màu đen. Và bên trong hộp mọi người sẽ có cục sạc. Và các bạn sẽ thấy đây là cái cục sạc có nguồn ra là lên tới là 5V 2A. Không phải sao nhanh à. Và chúng ta sẽ cứ cáp là USB Type-C. Xin hết. Và chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc Mi 8 Youth này của mình hay Mi 8 Lite. Và các bạn thấy là cái cụm camera của nó nếu so với Mi 8 SE mình đang có ở đây thì nó đặt theo chiều ngang, không phải đặt theo chiều dọc. Và cái cách thiết kế này là mình nhớ đến chiếc điện thoại nào nhỉ? Nhớ đến những chiếc điện thoại màn hình cảm ứng thôi các bạn. Và cụm camera ta được làm rất là nổi bật. Ở đây thì chúng ta sẽ có đèn flash LED, cảm biến vân tay cũng được làm trùng với màu mặt lưng, xịn xò vãi. Và mặt lưng này bám mồ hôi dưới vân tay kinh khủng khiếp. Các bạn thấy là dùng lưỡi thì có thể liếm sạch được, nhưng tất nhiên là mình sẽ không làm như vậy. Tại vì cái này chắc chắn là dính phải tay của mấy người lạ rồi, chứ còn nếu mà người mình quen thì mình sẽ xem xét như tay Thu Hoài hay là tay Phan Ly thì còn đỡ. Và bạn thấy là cái mặt lưng ta là bên trên có màu tím, đổ xuống là hơi vàng cam. Nó làm giống như cái kính, nhấn mạnh là kính nhá, bởi vì các bạn sẽ nhìn hoàn toàn thấy gương mặt của chúng ta ở trong cái này luôn. Mấy cái máy mà nhựa giả kính thứ thì nó sẽ không làm được. Ở phía bên cạnh phải là phím nguồn ta dò âm lượng. Ở bên cạnh trái là khay cắm SIM và thẻ nhớ. Ngoài ra phía dưới cạnh máy chúng ta sẽ tìm thấy cảm biến vân tay. Đây là trên máy khác mới có, chứ máy này chỉ có cái cổng sạc lo ngoài và mic thoại thôi. Và ôi, bỏ mất cái mắt hồng ngoại điều khiển từ xa rồi. Cái này các bạn thấy chung biết là lần trước cách đây khoảng 2 tháng tại Bắc Kinh xảy ra một vụ đánh nhau tại quán cà phê, bởi vì là lúc đó đang đá trận chung kết có kèo thì có một người dùng điện thoại Xiaomi tắt TV đi và xảy ra một vụ đánh nhau đẫm máu, 3 người chết. Nên từ đó họ bỏ đi cái mắt hồng ngoại điều khiển từ xa. Cái đấy là mình sợ quạt đấy. Ok, bắt đầu khởi động máy lên thì trong quá trình khởi động đọc qua một chút thông số quy trình. Chiếc máy này sử dụng là Snapdragon 660, sẽ có phiên bản là lên tới là 6GB. Mọi người sẽ có pin là 3350mAh và màn hình của nó là 6,26 inch với độ phân giải là 1080x2280. Như vậy, đây là một chiếc máy có cấu hình nhỏ hơn một chút so với Mi 8 SE, bởi vì Mi 8 SE sẽ là Snapdragon 710. Và các bạn thấy là với cái sản phẩm của chúng ta thì cái tai thỏ của nó cũng được làm cái kích thước khá là lớn. Nó không được làm gọn giống như là cái tai thỏ trên cái chiếc Mi 8 và Mi 8 SE, mà nó làm giống như mấy cái máy Huawei hoặc là Honor ấy, là cố tình làm cái tai thỏ thật là nhỏ vào để cho hai viền tai to. Và mình cảm thấy kiểu này không đẹp và như là cái chiếc Mi 8 SE. Mi 8 SE thì thiết kế nam tính và vuông vức hơn, cạnh dưới thì dày cũng như tương đương nhau. Chiếc máy này thì nhấn mạnh với camera selfie lên tới là 24MP, loa thoại bên trên. Và hiện tại thì máy đang sử dụng là MIUI 9, chắc chắn là nó cũng có lên MIUI 10, cái này thì không phải bàn gì rồi. Và đây là bài mở hộp chia sẻ các bạn, bởi vì tính năng thì các thứ không phải nói, Mi 8 hay là Mi 9, Mi 11 hay là mấy cái con Mi gần đây thì là như nhau rồi. Nên mình chỉ chia sẻ về vẻ ngoài và so sánh nhanh với Mi 8 SE là con các bạn đã cân nhắc với chiếc Mi 8 Lite này nhất. Và mọi người nghĩ sao? Hãy comment chia sẻ với kiến bên dưới. Hẹn gặp lại bạn các video sau. Mình sẽ đợi máy chính hãng bán ra để xem giá như nào thì sẽ so sánh với Mi 8 SE với mọi người cũng như so với các sản phẩm khác. Người la ơi, xin hãy cho mượn bờ vai. Mượn mồi sẽ trả, đừng ngồi vang quá.